thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng trong lúc kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 20 đoạn qua phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc thì phát hiện ô tô con mang biển số Lâm Đồng do ông V cầm lái chạy theo hướng từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi dừng xe, ông V khóa cửa ngồi trong xe, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Sau hơn 30 phút, người này mới mở cửa xe thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn và cho kết quả là 0,336mg trên 1 lít khí thở. Sau khi nghe cảnh sát giao thông thông báo lỗi, ông V đã ký vào phiếu kết quả và xuất trình giấy tờ cho lực lượng làm nhiệm vụ. Khi đang bị lập biên bản vi phạm hành chính, ông V đã giật giấy tờ trên tay cảnh sát giao thông, rồi khóa xe, rời đi khỏi khu vực làm việc của cơ quan chức năng. Được biết, ông V là cán bộ địa chính đang làm việc tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào. Đến 22 giờ cùng ngày, không thấy ông V quay lại làm việc, cảnh sát giao thông trạm Madagui buộc phải niêm phong xe ô tô vi phạm, đưa về trụ sở để xử lý.